Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đều có lợi, được gọi là thuyết tương sinh. Ví dụ như tình bạn keo sơn của chú cua ẩn sĩ này với hải quỳ. Như các bạn có thể thấy, nó đang sở hữu một khu vườn nhỏ hải quỳ trên vỏ và mang chúng theo khắp mọi nơi. Hải quỳ làm vệ sĩ cho cua ẩn sĩ, bảo vệ nó khỏi những kẻ săn mồi như bạch tuộc nhờ vào những xúc tu có nọc độc. Đổi lại, chúng có một cuộc sống tuyệt vời khi ở trên vỏ cua, vì hải quỳ ăn một số mảnh vụn từ việc ăn uống lộn xộn của chú cua, đồng thời được phiêu lưu khám phá đại dương rộng lớn. Do cua ẩn sĩ sử dụng vỏ ốc làm nhà, thỉnh thoảng nó cũng thay những cái vỏ đẹp hơn và lớn hơn. Khi tìm thấy vỏ mới thì đơn giản là nó thoát khỏi cái vỏ cũ và chui vào vỏ mới. Vậy những con hải quỳ phải làm sao? Hải quỳ rất quan trọng với cua ẩn sĩ nên cũng cần phải chuyển chúng sang vỏ mới. Không có hải quỳ, nó không thể tự vệ được và dễ bị làm thịt. Ê, đến giờ chuyển nhà rồi các bạn ơi. Chuyển. Thôi khổ quá, còn lưu luyến cái gì nữa. Sang nhà mới siêu lô khổng to đây này. Lên! Chú cua ẩn sĩ thuyết phục những người bạn hải quỳ của mình chuyển sang ngôi nhà mới, đồng thời lôi và lột mép của chúng ra khỏi vỏ cũ. Sau đó, nó giữ để cho hải quỳ bám lên vỏ mới, rồi hải quỳ sẽ tự bò xung quanh tìm vị trí tốt, trong khi cua ẩn sĩ tiếp tục làm công tác di rời em hải quỳ khác. 15 phút sau, chúng đã hoàn thành việc chuyển sang căn cứ mới. Ok, có nhà mới là phải đi rửa nhà ngay thôi các bạn. Lên!